Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình vô bếp, mình chia sẻ với cả nhà là mình làm cơm tấm sườn bì bữa nay. Ok, bây giờ mình nói giới thiệu từng phần nha. Thì cơm tấm sườn bì thường thường mình phải có ăn với đồ chua. Thì đồ chua của mình ở nhà là mình mới vừa bào cái củ cải. Cái mình ngâm với giấm với đường với chút xíu muối nè ha. Nhưng mà củ cải này nó không có được tươi tại vì mình mua để lâu đó nên cũng giòn thôi, ăn tạm đi trong trong cái tháng này, cái mùa này thì nó phải vậy rồi. Rồi kế tiếp thì ở đây mình có một cái dĩ sườn cốt lết hả, sườn cốt lết thì mình đã ướp rồi để mình nướng đây. Thì lúc trước mình có chia sẻ cái cách thức mình nướng thịt rồi, ướp thịt để nướng rồi. Rồi, thêm là đây bây giờ sửa soạn là mình sẽ chia sẻ với cả nhà mình là làm chả hấp. Chả hấp mình thì không có bình thường lắm, không có gì làm nấy. Nhưng mà mình chia sẻ cái gì tiện nhất, dễ dàng nhất trong nhà mình có, còn cứ làm. Ok, bây giờ mình bên phần này ha, bên này là chả, còn bên phần này á là nói là cơm tấm sườn bì. Thì ở đây mình có bì. Bì này á, mình mua một gói nó kêu là bì tươi ha, của Tây Hồ. Thì mình rửa bằng nước ấm với rượu trắng, rồi mình để ráo nước, rồi mình để cho thiệt khô. Còn mình có miếng thịt nạc, thì bây giờ mình sẽ ướp cái miếng thịt nạc. Thịt nạc này á, là mình đã trụng qua nước sôi. Mình trụng qua nước sôi rồi nên nó dầm thấy nó trắng. Rồi mình phải trụng qua nước sôi, mình ướp sơ ha. À, cái cách thức mình ướp luôn để mà mình khìa nó lại đó, rồi mình mới cắt nhuyễn đó. Như 2 muỗng này, 2 muỗng cà phê nhỏ này ha. Rồi, một chút xíu hạt nêm thôi. Rồi mình để khoảng 15 phút. Đó, mình để khoảng 15 phút. Thì cho nó thấm một chút xíu gia vị. Rồi mình đem đi khìa nó lên. Cái này là bên trong chưa chín đâu nha cả nhà, nó chỉ là mình mới trụng qua nước sôi cho nó chậm, nó sạch cái thịt đó, tại vì thịt mình đông đá đó. Đó, mình cứ ướp vậy thôi. Rồi thì bì á, làm bì thì phải có thính. Thính này á thì mình làm cũng được nhưng mà mất công lắm, lâu lâu mình làm lần mình sai ra rồi thôi mất công. Thành ra mình mua thính, mình mua sẵn luôn, kiểu này là thính Sài Gòn. Rồi thì bên này mình có khoảng một phao thịt gà xay. Nói chung là mình chưa có đi chợ thì mình có cái gì mình sẽ làm hết cái đó ha. Thì một phao thịt gà xay, rồi mình có thêm một miếng thịt nạc ở nhà nữa mình bằm bỏ vô. Thì trong đây á, cái trứng này nó hơi nhỏ nên mình dùng tới 5 cái trứng để mình lấy trong đỏ để mình quẹt lên mặt. Bây giờ là ở đây là mình có 1 muỗng hạt nêm, nửa muỗng tiêu, khoảng 2 muỗng ăn canh nấm mèo mình để vô đây rồi, với 1 muỗng nước mắm xong vô đây rồi ha. Rồi thì mình làm cái món này đó, mình phải có cái củ hành này nè cho nó ngọt với nó mềm đó. Thì mình cắt cái củ hành mình ra làm đôi ha, cái mình dọc rọc vậy, cái mình làm này đó, thấy hấp dẫn không? Thì mình sẽ thả nó vô. Cái này á, thứ nhất là nó ngọt mà nó làm cho mềm cái thịt nữa, nửa củ thôi tại vì mình có một phao à, mình không có nên lạm dụng nhiều quá. Ở đây thì mình sẽ bỏ luôn, đập luôn 3 cái trứng vô ha. Mình ngâm một cái bún tàu rồi mà nó chưa có được mềm á nên mình chưa có lấy ra. Ở trứng này nhỏ, nếu trứng lớn thì hai cái được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chồng đỏ của 2 cái trứng này. Không sao, còn lấy ra được. Đó.
Mình lấy bớt cái chồng trắng ra rồi mình mới đỏ cái chồng đỏ. Mình có cái đồ để hút cái chồng đỏ đó chứ, nhưng mà không có lấy. Rồi. Đây thì mình sẽ bỏ chút xíu màu hạt điều vô đây cho nó đỏ, tại vì trứng gà thì nó không có đẹp như trứng vịt. Rồi mình cắt cho. Mình ngâm rồi nè, cái giờ mình cắt nó, cắt sợi nó ra ha. Đó. Rồi mình bỏ vô. Rồi mình sẽ lấy muỗng rồi mình trộn ra là nó đều ra. Rồi. Tại vì thịt nó còn ở trong tủ đá đó cả nhà, mình lấy ra nên chưa có tan đá được hết, thành ra mình phải có người thì sẽ bỏ thêm giò sống vô đây cho nó dính. Rồi nhiều lắm, nhiều người ta chế biến gì, mỗi người mỗi thêm cái này thêm cái kia đó. Còn mình là đơn giản từ xưa giờ là một là có tôm thì đập thêm tôm vô, còn không có thì mình đi hấp với chả trứng như vậy, tôm hoặc cua hay là gì đó thì tùy theo ý mình thích thôi. Chào đại gia đình, đứng đây nãy đến giờ đứng sau lưng cameraman để thấy bà xã làm mấy cái món này qua cái công thức này đó các bạn, thấy nhìn thấy cũng hấp dẫn lắm. Hôm nay là chờ nấu cái món là cơm tấm sườn bì nè, món khoái khẩu rất là dễ ăn. Bà xã cũng làm một cái quét mà một cái thau thịt đây, rồi trong đó cũng đầy đủ rồi các bạn, những cái nêm nếm. Sườn thì bà xã làm sẵn, ướp sẵn để trong tủ đá đó. Khi nào mà mình ăn mình lấy ra mình làm nó nhanh lên mà. Cái món này thì nói chung nó cũng hơi tốn công một chút xíu em hả? Dạ, bởi vậy mình lần này mình chia là chia sẻ với cả nhà mình làm bì, ha, làm bì với đồ chua. Đồ chua thì dễ rồi, chắc ai cũng làm được mà. Đồ chua thì mình làm là nửa chén giấm, Nửa chén giấm cả nhà. một nửa muỗng cà phê muối, rồi một muỗng dung múc canh á, muỗng ăn mình ăn canh á, đường mình nêm mặn mặn, chua chua ngọt ngọt xí xí là được rồi. Đó. Có nhiều các em nói chúng mình sao không giải vô phụ cô cho vui, nhưng mà thực chất là mình nói thì những cái món mà cô bày biện ra đây á, bà xã bày biện ra đây thì các bạn cũng biết rồi, là bà xã theo trình tự, còn mình thì không có thể nào mà lúng túng, chỉ có đứng nhìn thôi. Rồi mình thêm Rồi chút chỉ có đứng xíu. sau lưng bà xã thôi, Đứng sao được rồi. làm cameraman các Tại vì chú mà có vô á, chú cũng không có làm được nhiều công việc giúp đâu mà bây giờ cái thịt này là em nêm nếm thêm cái gì đây, em nêm thêm chút xíu nước mắm nữa. chút xíu nước mắm này Dạ, cả đó, nhà. rồi thêm chút xíu tiêu nữa cho nó thơm. Tiêu này tiêu ở nhà mình đem qua cái mình xay á nên nó thơm lắm, mỗi lần mở ra là thơm ngất ngay luôn á. Đó. Các bạn thấy mỗi lần mà khi các bạn biết không, mình nấu cũng muốn ăn gì đó, ví dụ như bà xã hôm nay nấu cái món này nè, thì bà xã cũng muốn chia sẻ rõ ràng những cái công thức đến với đại gia đình của mình cũng như các em cháu, như anh chị trong kênh YouTube, cho nên cũng kéo dài thời gian, dù những cái video nó hơi dài dài xíu em ha. Dạ, cũng có nhiều cái video bị hơi dài, nhưng mà dài thì mình chia sẻ nhiều. Nếu mình chia sẻ món nhiều quá thì mình phải chia sẻ nhiều một chút, còn chia sẻ mà ngắn gọn thì có thể có người á đã nấu ăn qua rồi thì người ta sẽ nấu được liền, còn những em mà chưa có nấu qua thì hơi bị khó một chút, Đúng rồi. nên em phải kỹ kỹ một chút cho mấy 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 cháu mới bắt Bây giờ tiếp đầu. tục phải làm gì đây? Em bỏ thêm vô đó một miếng nữa Ok, cho chuẩn nó bị. thơm, miếng hành tím. Vô trong đó phải Dạ, thì em bỏ, em đổ vô, thì bây giờ này mình gia vị ngon lành hết rồi. không? Ok. Mà nếu cả nhà mình thích, các bạn thích bỏ mộc hay là gì đó, chả sống, giò sống, giò sống thì mình bỏ thêm cho dai hay sao đó, nhưng mà theo mình á, thì mình thích ăn như vậy, nhà mình thì mình thích ăn vậy thôi. Rồi cái mình chảy ra vậy ha.
nó chảy cho đều ra cái mình đem đi hấp. À, có nấm mèo, bún, tuyệt vời cả nhà ơi. Dạ, có nấm mèo, bún tàu. Đó. Rồi cái mình hấp chín xong rồi đó thì mình mới quét cái lớp đỏ lên. Sau khi mình đây mình có cái nồi nước sôi sẵn luôn thì mình bưng qua để qua ha. Đó. Rồi. Đẩy rồi. Cái nồi lại. Rồi mình đẩy lại. Rồi xong. Okay. Khoảng 20 phút mình sẽ làm cho mình bỏ cái miếng tỏi vô, để mình bỏ miếng tỏi vô để mình khìa cái cục thịt để mình làm mì. Bây giờ là mình xong cái trứng rồi ha, cái chả hấp nè. Thì mình sẽ đổ cái chén này, mình hồi nãy mình nói mình có bỏ miếng màu hột điều vô đó. Mình đấm nó lên cho nó đẹp. Rồi, trứng gà là sao? Dạ, trứng gà hồi nãy đó. Đó. Rồi mình tha lên trên mặt ha. Rồi. Wow. Bây giờ mình có ổ chả ngon lành nè. Không thua kém gì nhà hàng hết các bạn ơi. Gạo tắm mình do mình ngâm khoảng 10 phút thôi, không có ngâm lâu lắm. Đó, rồi cái mình bây giờ mình đổ ra. Rồi mình đổ ra mình bây giờ mình đưa qua cái nồi ha, mình đưa qua cái nồi mình đổ vô mình hấp. Nếu mà mình không có cái nồi hấp thì mình có cái rổ hấp như vậy cũng được, cái rổ bằng sắt như vậy nè. Đó, thì mình có cái nồi bự hơn, mình có cái chân nữa mình để lên vậy là mình hấp cơm cũng được. Rồi bây giờ mình chia sẻ với cả nhà. Bây giờ cái máy nó hơi ồn, sorry cả nhà. Bây giờ mình sẽ dưới đây cái nồi á là mình bỏ lá dứa nè. Đó, mình bỏ lá dứa ha, mình nấu lên cho nó thơm nha. Rồi trên đây mình sẽ cũng có một bó nữa. Mình hấp cơm. À, bây giờ là mình thông cơm á. Rồi thông này chừng nào nó chín rồi mình xới. Dạ, sau khi cái miếng thịt mình ram lên rồi nè, rồi cái mình cắt ra ha, cái mình cắt sợi nhỏ 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 giống như mình thích vậy đó. Đó, rồi mình sẽ bỏ vô trong cái thau ha, cái tô này cho mình dễ bỏ, dễ trộn. Rồi cái đây là bì thì mình rửa qua nước ấm 2-3 nước luôn á. Rồi cái mình rửa qua nước ấm với rượu nữa rồi mình để ráo nè. Bây giờ cộng mì nó cộng bì nó ráo vậy đó. Rồi thì cái này thì tùy mình thích thôi nha, không muốn bỏ thì bỏ, không thì thôi. Đây mình có sẵn cái dầu tỏi phi á. Đó, nên mình sẽ bỏ vô đây. Cái thịt của mình nó cũng thơm lắm nhưng mà mình thích thêm có tăng lên cái mùi vị thơm nữa. Cái này tùy thích, mình thích thì mình làm, còn không thì không sao. Bỏ bì vô. Bỏ bì vô thì bây giờ là tiếp tới mình sẽ bỏ thính. Mình bỏ nhiều ít gì thì tùy mình thích. Nhưng mà đừng có nhiều quá nó sẽ bị đắng. Đó. Rồi mình còn lại thì mình bỏ vô hũ này, xong mình cắt khi khác mình làm lại. Mình trộn đều lên như vậy thì mình đã có món bì rồi đó. Đây là mình được món bì ha. Rồi cái món chả kế bên hấp xong luôn. Rồi trên kia thì là mình nấu nồi cơm. Rồi bây giờ đến khâu nướng thịt đó em. Dạ. Yeah. À, mình nướng trong nhà luôn. Mình mở hút bỏ đầu lên đó, cái mình nướng trong nhà luôn chứ khỏi tầng nhà. Yeah. Ngon quá bà xã ơi. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay cả nhà. Hôm nay bà xã ra tay làm món cơm tấm sườn bì nè. Dạ, cơm tấm sườn bì. Còn nếu ai muốn ăn lạc xưởng thì chiên thêm hay là trứng ốp la. Hay tôi nhìn hấp dẫn cả nhà. Nhưng mà mình về. Thôi xin mời đại gia đình của mình nha. Để lên chụp hình. À. Rồi xin mời đại gia đình của mình Xin mời anh thử cái thịt trước nè. Thank you bà xã. You're welcome.
thế hấp dẫn đó. Thịt thấm ngon quá. Mình ướp sẵn vậy rồi, chừng nào mình muốn nướng mình nướng. Thịt này là bà xã mình bà ướp trước ở trong cái, các bạn thấy trong một cái hộp bự đó, là lúc nào xã cũng ướp thịt để đó bỏ tủ lạnh. Khi nào ví dụ như là mình không có thời gian á, lấy cái thịt đó ra liền là để một tiếng đồng hồ sau thì cái đá nó tan ra thì bỏ lên chiên ăn liền em ha. Dạ. Mình đi chợ về thì mình nó đang còn ấy đó, cái mình rửa sạch mình làm luôn, mình ướp luôn thì mình mới bỏ lại tủ đá được. Còn mà mình đem tủ đá xả ra rồi ướp rồi bỏ vô thì nó không có được tốt. Xin mời cả nhà. Ngon không xả không? Dạ, ngon. Cơm mình hong, mình hấp như vậy đó, mình có ngâm khoảng nửa tiếng đồng hồ gạo là mình hấp lại dần con lắm. Đây là cái chả của mình làm. Nhìn cũng hấp dẫn ha. Thử là ngon rồi. Ngon quá. Giống như đầu video mình vô mình chia sẻ với cả nhà, làm đồ chua, làm bì, làm chả, nấu cơm. Wow, hôm nay ngon quá, tự nhiên nhảy vô là ngồi ăn luôn. Cho bà xã nói chuyện với gia đình của mình. Hôm nay thì cũng không đủ rau cải lắm, không có đủ có đồ để nấu nước súp. Theo đúng là mình có chén nước súp nữa, nhưng mà không có đủ. Chưa đi thôi, chợ. Vậy là ngon lắm rồi em. Chưa đi chợ. Mình cũng không có đòi hỏi được cả nhà. Ví dụ thường thường đúng ra là cái cơm tấm này nè, là mình phải có một chén nước súp mỡ hành ha. Dạ, thích hành. Đó, mình để mình chan ăn. Nhưng mà bây giờ sao đòi hỏi được các bạn. Mình cái mùa này như vậy rồi mình ở nhà đi chợ búa khó khăn, mình xả ra tay làm những cái món như vậy đó, quá đặc sắc rồi em. Không thể nào đòi hỏi được hơn. Đó các bạn, cái em cháu mình cứ vào thử như vậy đó. Nhiều các bạn thấy hai vợ chồng vậy mà xả làm nhiều không? Như cái này dành giờ lại đó, mình vẫn để tủ lạnh ha. Để dành lại. Để dành tủ lạnh đó là mình rất là dễ các bạn. Mỗi buổi sáng vậy mình không phải cần ăn cơm tấm mà mình ăn cái cơm thường cũng được. Có cái chả này rồi có... Không, cái nồi cơm đầy đủ đồ em, là mình ăn được rồi. Em nấu hồi nãy đó anh. Là bới ra cắt đi rồi cái mình hấp lại. Đúng rồi. Cũng ngon á. Ngoài trời buồn quá. Bây giờ rất là buồn. Ngoài trời buồn. Nhưng hôm nay em thấy em nấu cơm này, cái công thức chia sẻ hơi lâu nè. Dạ, này hơi lâu. Hôm nay bà xã chia sẻ công thức hơi lâu cả nha. Bởi vì làm ba cái chả này nè, rồi tới cái công thức của làm cái bì. Chả, làm bì rồi nấu cơm. Đồ chua. Cơm mình nấu ở dưới có mùi lá dứa nên nó ngon, thơm. Thơm, thơm mùi lá dứa. Dạ, đúng rồi. Rất là thơm. Wow, ngon quá mà ăn hết rồi nãy giờ luôn bà xã. Với hình như sáng giờ mình cũng không ăn gì phải không anh? Quên mất tiêu, không có ăn. Quay cái giờ ăn luôn, đúng cử luôn. Hy vọng là khi quay trở lại công việc làm thì cái giấc ngủ đều trở lại bình thường các bạn. Tại vì bây giờ từ bữa đến giờ đóng cửa là giờ bây giờ mấy tuần rồi em hả?
gần tháng rồi đó. Gần một tháng thì tất nhiên cái giấc ngủ nó bị thay đổi toàn bộ cả nhà. Thường thường thì hai vợ chồng là sau 9 giờ 10 giờ đêm là bắt đầu đi ngủ rồi. 10 giờ. Sau do cái công việc là đi ngủ rồi. Mà bây giờ các bạn biết từ ngày mà thay đổi đến giờ là mình thấy là sáng giờ mình không có làm gì hết. Mình cứ tối lại mình đọc tin tức rồi nghe tin tức rồi vợ chồng nói chuyện tâm sự vậy đó mà. Coi TV. Bây giờ là các bạn biết đó, thức đến 2 giờ. 2 giờ sáng. Trên 2 giờ sáng nữa mới đi ngủ. Yeah. Ngủ xong tới rồi trưa dậy bắt đầu xong một cái là lo về công việc lu bu thấy ngày nó hết. Đúng không? Lẹ lắm, nhưng mà hình như tự nhiên ban ngày ngủ ban đêm ngủ không được. Rồi cái ngủ trễ quá cái thôi dậy trễ luôn. Như vậy đó rồi dậy trễ. Cái COVID này có làm thay đổi quá. Thay đổi hết mọi người. COVID thay cả thế giới này luôn. Tại giống như tự nhiên nó sốc cái này, giống như mình sốc vậy đó. Cũng như bị một cái cú sốc trong đời vậy đó. Quá sốc luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Thank you bà xã rất nhiều. Thấy không? Không có chiên. Cứ mỗi bữa ăn là phải cảm ơn bà xã như vậy đó cả nhà. Không phải là mình làm video hay là cái gì là mình mới xin cảm ơn bà xã như mỗi cái comment đó chú lúc nào cũng cảm ơn. Nhưng mà đây là cái thói quen từ xưa đến giờ phải không em? Dạ. Từ cái thói quen. Thì thường thường cái thói quen nó trở thành giống như là mình thở với lại mình hít vào thở ra vậy các bạn. Những cái hành động nó quen rồi. Cho nên cả nhà mình cũng thông cảm. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, mình thì hai vợ chồng ưa nói những cái kế từ gọi là nhanh gọn lẹ, thực chất mà nói thì nó cũng tùy theo món nhanh gọn lẹ. Như những cái món như bây giờ vừa rồi đây nè, bà xã phải hướng dẫn từ cái công thức rồi mình thấy là phải mấy tiếng đồng hồ mới xong được cái bữa ăn như thế này đó cả nhà. Dạ, mình chia sẻ thôi, mình chia sẻ, mình chia biết sẻ vui đến đại gia đình. Mình cũng mong rằng các em hay là các bạn như cô chú vào thử mình làm sao những công thức như vậy đó cả nhà. Để cho đại gia đình của mình dùng bữa thay đổi món mỗi ngày. Thì vợ chồng Bình Huỳnh cũng chia sẻ đến với đại gia đình của mình trong kênh YouTube qua từng món ăn mỗi ngày. Dạ, từng món ăn. Thì trước khi vợ chồng xin tạm ngưng cuốn video đây, cho mình gửi lời cầu chúc đến tất cả mọi người trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn. Hẹn gặp lại.